Chúng ta sẽ đến chùa Tam Bảo. Đầu tiên chúng ta sẽ dừng chân để mua hoa quả trái cây để lên chùa cúng dường nha mọi người. Sau khi mua xong thì bắt đầu xe của chúng ta bắt đầu lăn bánh nha. Gia đình em sẽ dẫn mọi người đi lên viếng thăm chùa Tam Bảo, hay là gọi là chùa Khỉ, ở thành phố biển Vũng Tàu nha mọi người. Nếu có dịp đi Vũng Tàu, mọi người hãy ghé lên đây để viếng chùa và thăm các bé khỉ nha mọi người. Rồi xe bắt đầu tăng tốc nha cả nhà. Rồi nha mọi người, hãy luôn theo phía sau xe nha mọi người. Đó, mọi người có thấy không, mới bắt đầu vào hành trình là chúng ta đã thấy có rất là nhiều đoàn từ phía trên đang xuống. Đây là phía dưới chân núi, thành ra có rất là nhiều hộ cư dân ở hai bên ven dốc núi nha. Đó, mọi người thấy thêm một cái ngôi chùa nữa nè. Dọc theo hai bên phía dưới chân núi cũng có khá nhiều chùa để mọi người có thể ghé thăm dần dần. Và đặc biệt là cái Tết năm nay là trời khá là nắng nóng luôn. Nếu mọi người có dịp lên đây thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm nón nè, áo khoác nè. Và nếu là phụ nữ thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm kem chống nắng nữa để bảo vệ cho làn da của mình nha mọi người. Nắng khá là gay gắt luôn. Tuy là hai bên ven dốc núi là nó có khá là nhiều cây xanh, nhưng mà mọi người có thể nhìn và cảm nhận được cái nắng hiện tại mà cái gia đình em đang phải trải qua nè. Rất là nắng luôn nha mọi người. Gần 2 phút trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa hết cái chân núi nha. Đó, cũng có khá là nhiều đoàn xe từ phía trên núi vượt ngang rồi dỡ túi nha mọi người. Hay bây giờ em hát cho mọi người nghe ha. Lên chùa bè một cành sen. Còn cái quan trọng là em đang đi chùa núi nữa chứ. Trên núi này, chùa này không có sen nha mọi người. Đó, chúng ta tiếp tục thấy tiếp một ngôi chùa phía bên tay trái mình đó, mọi người thấy không ạ? Đó, ngôi chùa cũng khá là lớn mà nghiêm trang nha. Đó, vừa qua ngôi chùa này là bắt đầu chúng ta sẽ đến cái đoạn đường đèo dốc đứng với khá là nhiều cảnh để chúng ta có thể chụp hình, review các thứ. Ngoài xe máy chúng ta còn có thấy được các đoàn xe du lịch 4 chỗ, 16 chỗ luôn đó mọi người, thấy không ạ? Đã hơn 3 phút trôi qua, chúng ta bắt đầu vào cái đoạn mà gọi là một bên là núi và một bên có thể gọi là vực sâu nha mọi người. Thành ra khi mọi người lên dốc thì phải luôn luôn giữ cái tốc độ nha, phải giữ chặt tay lái, vì đường lên núi có khá là nhiều góc khuất, dễ xảy ra tai nạn nếu chúng ta không tập trung nha mọi người. Đó, phía bên tay trái là cái khu vực sâu nha, thành ra nó sẽ có những cái lan can mà để an toàn cho chuyến đi của mình. Thực sự thì em vừa lái xe và quay một tay, thành ra nó hơi lắc xíu nha mọi người. Nếu mà mọi người dịp là em, mọi người có thể cảm nhận được, nhưng mà nó cũng hơi khó khăn trong vấn đề quay cho mọi người xem nha. Đó, mọi người thấy không, đó cái lùm cây đó nó hơi khuất cái tầm nhìn của mình chút xíu, phải giảm tốc độ trên bờ cua. Đây, phía dưới chúng ta đó là cáp treo nha mọi người. Cáp treo để chúng ta đi lên Hầu Mây đó. Nói chung là do kinh tế đây cũng hơi hạn hẹp, thành ra đây chưa có lên trên đó để review cho mọi người coi. Chỉ có thể giới thiệu với mọi người những cái điểm đến trong khả năng của gia đình em nha mọi người. Tiếp tục là một góc khuất nữa nha mọi người. Đó, các đoàn xe hơi vẫn xuống đều đều nha.
cái góc quất chúng ta thấy được hả, có các gương lồi đấy, phải quan sát thật kỹ để giúp cho hành trình của chúng ta được an toàn hơn nha mọi người. Đó mọi người thấy không, em phải quay bằng một tay bằng điện thoại nha mọi người. Đó mọi người thấy không, cái góc view khá là đẹp luôn nha. Nếu có dịp đi Vũng Tàu mọi người nên ghé lên đây thì chúng ta có được những bức ảnh thật là đẹp và kỷ niệm đáng nhớ về chuyến đi Vũng Tàu nha. Rồi và đã cũng gần 6 phút trôi qua và chúng ta bắt đầu đến điểm dừng chân đầu tiên và cũng là nơi mà em muốn nói đến, đó chính là chùa Tam Bảo nha mọi người. Đây là cổng chùa nha mọi người, đó chùa Tam Bảo rất là dễ nhận dạng luôn. À, đến nơi là cái điểm dừng chân đầu tiên khá đông, đấy là ngay cổng chùa nha mọi người. Rồi để em kiếm cái nơi mà em dừng xe đậu xe cho nha. Rất là nhiều du khách ghé viếng thăm chùa nha mọi người. Vũng Tàu nha mọi người. Rồi bắt đầu này dừng xe tới đây, du khách cũng khá là đông. Con khỉ. Đây là cái quán nướng ngay trước cổng chùa nha mọi người. Đen đá. Rồi cả nhà em đã tới chùa khỉ, chùa Tam Bảo nha mọi người. Ai kêu là chùa khỉ á. Nè mọi người qua coi. Khá nhiều khỉ nha. Đây chùa Tam Bảo nha mọi người. Là bữa nay mọi người đi cũng khá là đông nha. Vì lễ Tết nha mọi người. Gì nữa mà nó lấy mít mình luôn hả? Rồi 30 cũng được chị. Nói chị đi chị bán quen mà còn hả sợ nè mọi người. Ờ nó ngồi nó me mọi người thấy không? Nói tìm. Không được được. Được hay gì? Rồi 30 mấy ha. Rồi lấy 30 đi. Rồi. Rồi rồi ok chị. Đó vậy là chị. Rồi cảm ơn. Nè đây là mua mít nha mọi người. Đây là nó có tới á. Là mình cho gái mình cho nó chứ không có gái cho nữa hả. Nó phá thấy rảnh luôn á. Tới xe mình đã lục lấy hết đồ luôn á. Ồ, giật chứng hả. Nè mít nè gái. Đeo nè. Rồi. Đây cà phê. Cà phê riêng. Mình là một ngày phải ba cử cà phê nha mọi người. Đây mọi người hôm qua mua đậu phộng nè. Để lại nó có tới không có đồ để nó ăn nha. Nó phá lắm nè. Rồi đây là đậu phộng cho. Cho mấy bé khỉ nha mọi người. Mọi người đi cũng khá là đông nha. Đây đậu phộng tới rồi. Rồi mấy bé khỉ tới là con cho bé ăn nha. Con chào mọi người đi. Rồi. Rồi. À, hỏi cho khỉ ăn phải không? À, con vô đây ngồi một hồi nó tự tới. Ờ một hồi mấy bé khỉ tự tới.
Đó. Đây là mấy cây của mấy bé khỉ nha mọi người. Nó leo trèo nhảy nhót vinh lộn các thứ luôn. Mình không có lên thì đó được, trời ơi phê dưới này để giữ hai bé. Nói chung khỉ cũng là động vật hoang dã, thành ra vẫn có tính chất nguy hiểm đối với mấy bé nhỏ nha mọi người, thì đi là phải giữ mấy bé nha. Rồi, để một hồi mấy bé tới là mình cho nó ăn nha con. Đó mọi người thấy chưa, em vừa mới nói xong là đã xảy ra một trường hợp là có một bé nhỏ vừa bị khỉ cắn nha mọi người. Khỉ quào hay cắn gì nè. Vì khỉ vẫn là động vật hoang dã, thành ra chúng vẫn có khả năng gây thương tích cho chúng ta nha. Mọi người chúng ta cần phải cẩn thận khi dẫn các bé đi chung nha. Bé khóc quá trời luôn kìa mọi người ơi, thật là tội bé. Sau khi cúng xong thì bây giờ vợ chồng em dẫn gia đình em sẽ dẫn tiếp mọi người đi lên phía trên nha. Ôi chào mấy bé nha, chào mấy bé khỉ nha. Hẹn gặp lại tụi con vào những dịp đi chơi sắp tới của gia đình mình nha. Bye bye, đi thôi. Rồi cả nhà, gia đình em tiếp tục hành trình đi lên, dẫn mọi người lên trên đỉnh núi nha. Phía trước chúng ta tiếp tục là một điểm dừng chân nữa, nhưng mà không có khỉ ở phía chỗ này nha mọi người. Chỉ là mọi người có thể ghé dừng chân chụp ảnh các loại nha, khá là đông các bạn trẻ đi phượt. Càng lên cao thì không khí có thể càng loãng nha, thành ra có thể hơi bị ù tai chút xíu mọi người. Tại gia đình em đi hơi trưa, thành ra thời tiết khá là nắng gay gắt, chứ nếu đi sớm hơn chút xíu thì cũng mát mẻ. Đó, phía trước mặt chúng ta là ngôi chùa cuối cùng gần sát đỉnh núi nha. Chúng ta sắp tới đỉnh núi rồi nha mọi người. Trên đỉnh núi là ban chỉ huy quân sự. Rồi chúng ta đã tới đỉnh núi rồi nha mọi người. Có khá là nhiều hàng quán để chúng ta dừng chân chụp ảnh nha. Hai bên là xe rất là đông luôn, tại đây là dịp Tết thành ra khá là đông, bình thường chắc cũng không được đông như vậy nha mọi người. Đó, ban chỉ huy quân sự phía trước mặt chúng ta đây. Rồi thế là chúng ta đã kết thúc hành trình từ phía dưới chân núi đi lên đỉnh núi. Nếu mà thật sự đi chắc thời gian chắc khoảng tầm 7 phút nha mọi người, nếu không có ghé chùa. Rồi quay đầu xe nha cả nhà. Mọi người khi xem xong, nếu thấy thích nhớ cho đăng ký kênh, cho mình xin một like và nhớ chia sẻ kênh giùm mình nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn mọi người ở những clip sau của gia đình em nha.
thôi xuống tới chân núi rồi nha cả nhà. Cả nhà mình xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở gán chuyến du ngoạn kế tiếp nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho gia đình mình một lượt like và một lượt chia sẻ nha mọi người.